Đây, xin chào các bác. Chiều 29 Tết rồi các bác. Các bác đã được nghỉ chưa? Đã được sắm sửa được gì chưa? Không khí Tết như nào rồi? Hôm nay thời tiết rất là đẹp, nóng các bác. Nóng. Và cỗ bàn triền miên. Đấy, thì tôi về tối hôm qua. Thì hôm qua mới kết thúc ngày làm việc theo lịch mà các bác. Thì hôm nay chính thức được nghỉ. Về sửa sang lại mấy cái cây để đón Tết không kịp. Sáng đây này các bác, cắt lúc sáng này, sáng sớm mới cắt đi. Thì đang dở thì lại có khách với lại đi ăn cỗ. Các bác nhìn này, cây xanh nam điền, lá rất sáng, mặc dù cành tơ này, nhưng lá rất dày, rất sáng và rất là đẹp. Một cây lá rất đẹp. Đấy các bác, cắt sửa cây này, tùm chia phân chia lại bông cho nó rõ ràng để chơi Tết các bác. Bác nhìn thấy chưa? Đấy, những việc em cắt và những cái chỗ chưa cắt đây. Thì lúc sáng định quay nhưng mà nó cứ dở dang các bác. Có quay rồi đấy nhưng mà nó cứ dở dang, lúc lại có người đến, người uống rượu rồi, việc nọ việc kia. Đấy các bác, một cây xanh rất ấn tượng. Mà tí nữa cắt bóng lại cái cây này một chút, ông Gia Riêng sẽ khai xuân cái cây này để làm cái video đầu xuân các bác. Chả phải Gia Riêng đâu mà cũng là Gia Riêng thật, nhưng mà chắc là trong Tết thôi. Xong đấy là sẽ lại xuôi Hà Nội. Đấy các bác, hôm qua thì sắm sửa hết ở dưới kia, cỗ bàn rồi ngũ quả rồi đào quất đầy đủ hết. Xong rồi là dọn dẹp là về quê. Cuối cùng là đầy đủ hết nhưng mà lại về quê. Mình tổ tiên các thứ, ông bà quê hết mà. Đấy. Các bác ấn tượng thấy chỗ này có gì ấn tượng không? Là cái cây chanh. Cây chanh các bạn thơm. Tôi chưa từng thấy cái cây chanh nào mà nó nhiều hoa này. Cơ bản là nó không có lá các bác. Nó rụng hết lá, đâm ra là các bác nhìn thấy nó toàn hoa. Mà nó, đây là nó rụng đi rất là nhiều rồi các bác nhé. Nó là ra quả ở đây này. Chứ không mấy hôm trước các bác nhìn thấy thì nó dã man lắm. Thơm. Tôi cũng rất thích cái hoa chanh các bạn. Cái đặc điểm của nó rất là thơm. Cái thứ hai là cái nụ của nó màu tím hồng này, rất thích. Được đấy, hiệu quả đấy, bảo cái tắt luôn. Đấy, đây có quả đây. Thích cây này mà giá mà nó gọn gọn thì tôi bê vào trong kia tôi chơi thay quất. Năm nay đã ở quê thì chưa có quất gì. Đào thì có sẵn rồi, tí tôi sẽ quay cây đào. Đào năm nay nở sớm quá. Đấy các bác, quả này thơm vô cùng. Thơm vô cùng. Các bác nhìn thấy. Đây nó rụng này, rụng này. Các bác khối lượng rụng nó còn nhiều hơn khối lượng ở trên. Thì để thấy là cái cây chanh nó ra hoa dã man luôn. Anh ơi. Hả? Long nó bảo là cây hoa hồng nhà chị giống như em, tưới nhiều nước có trăm quá cả cái thể loại này nữa. Hoa hồng nhà nó cũng thế. Tưới nhiều nước nó uốn vàng hết, cháy hết cả bông. Không phải đâu, trên kia. Đâu, Long nó bảo tình trạng ấy, giống hệt nhà nó kìa. Đi. Đây này, ông này, nhìn nó đẹp thế này, nhà mình thì có ai tưới đâu. Đấy các bác đang rửa câu chuyện các bác là đào này. Các bác nhìn nó nở hết rồi. Nở hết rồi. Nó nay nở sớm vô cùng, cái này gần như hết hoa, còn một lứa nữa thôi, nhưng mà nó không đáng kể. Đấy, tí nữa tôi sẽ quay cây đào để có thể là sẽ đăng vào giao thừa cho bác xem. Sáng cắt được cây nhãn này. Cắt được cây nhãn rất là hay. Nhãn bệ nhãn luôn, bệ đẹp lắm, bệ như móng rồng móng phượng đẹp lắm, đẹp lắm. Nhãn. Thế ok, bây giờ tôi dựng cái máy quay lên để làm cái cây này các bác nhìn đấy, cái cây này nó có form để làm dễ lắm, form thì bây giờ chỉ làm bông răm cho nó mịn và những cái chỗ nào trống mình lái bông ra thôi. Đấy, bóng nó sẽ đến đây chứ mà làm rộng ra là cây này lại mất cân đối, lại không hay. Thế bây giờ làm các bác nhé. Ăn lúc nào? Quay luôn thịt dơ luôn. Mẹ ơi, không có dầu rửa bát này mẹ ơi. Có rồi, nó đây con. Đâu ạ? À?
Xong mới cắt cánh đao cho nó cắt thích cắn cái này cắt đi cắt nhỏ ạ.
Dung Dung. Dạ. Nó dây chưa chưa ra được. Nói cũng như là cái tao. Thank you.
các bác nhìn này, chất lá các bác nhìn thấy sướng không? Dòng dõi hoàng gia, dòng dõi nam điền này. Các bác nhìn này. Một số bác thì phán nó là không phải là điền xịn, điền hẳn, nhưng mà thực tế nam điền nó rất giống nhiều, nó giống nam điền. Và quan trọng các bác nhìn thấy chất lá dày, dằn mập, dày. Các bác nhìn, nhìn cái khẩu độ này. Một cái cành hoàn toàn to mọc từ cái thân to ra nhé các bác nhé. Mà nó không bị vó, nó vống dài cái đốt. Đốt ra rất là sáng, lá đẹp. Mập, dằn mập, dằn này làm dằn sướng lắm, sướng vô cùng. Tuyệt vời các bạn. Đấy, các bác nhìn thấy nó ổn chưa? Quên không mang cái bộ đục và lùa vào một số cái chỗ nó dày quá và làm mịn những cái đầu đi. Những cái đấy thì cứ dần dần. Cái cây nó đang bị hơi sụt xuống bên này một tí, hơi nghiêng sang bên phải một tí. Thì đấy các bác nhìn cũng thấy, sau này trồng nó phải ngừa lên một tí nhưng mà hơi nặng. Thì để hôm nào tính sau. Đấy, không hình nó phải thế này. Đấy các bác nhìn thấy. Đấy. Ngon đúng không? Ngon hơn vừa nãy đúng không? Đấy. Từ sáng đến chiều này. Từ sáng đến chiều mới hòm hòm cây này này. Đấy. Các bác nhìn. Đằng kia đấy. Các bác nếu mà làm những cây to thì nên quấn cái bạt được quanh cái này. Khi mình cắt xuống ấy, thì quấn cái là được. Chứ bây giờ cắt xong là lại mất công thu dọn cái rác ở gốc, là nó rất mất thời gian. Đấy các bác. Nếu các bác làm nhà vườn là phải thuê người đi. Chứ người làm đâu mà xuể được cái này. Mà nó cũng là chi phí. Đấy các bác. Đấy. Đấy, phê. Phê, rất phê này. Đấy, nhìn nó mặt lì như thớt. Cái mặt bệ nó lì như thớt. Đấy, chỗ này lùa đi một tí thì ngon. Mặt lì như thớt này. Đấy. Phê. Đấy các bác nhìn. Lần này về rất là ưng các bạn, cái chất lá của nó. Lần trước cái lúc mới về mình không tin tưởng vào cái chất lá nó lắm đâu, vì nó lúc ấy nó cằn cỗi quá, nhìn lá nó dài, nó cứ như cái nam điền hạt ấy. Nhưng mà thực tế không phải nam điền hạt, tôi nghĩ rằng không phải nam điền hạt mà là nam điền. Đấy các bạn nha, đẹp không? Rất gọn gàng. Rất gọn gàng rồi. Đấy các bác, nhìn nào. Từ dưới lên trên phát nhé. Đấy các bác ạ. Phê không? Tí nó làm nốt cây này. Và cây này. Cây này. Đấy các bác ạ. Cây đẹp, cây này rất đẹp. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Chất lá sáng, điền xịn luôn. Cây kia thì sắp theo kịp cái chất lá này rồi. Chỉ một vài nữa nữa thôi, chất lá nó sẽ như này. Đấy các bạn. Tuyệt vời. Tổng kết năm vừa rồi, cái cây to là đưa về quê là được cây này. Cây này rất ưng. Rồi ok, chúng ta xin phép các bác để treo sang cái video tiếp theo về cái cây này với cái cây kia.